Nếu bạn là một nhân viên lễ tân thì khả năng giao tiếp qua điện thoại của bạn không chỉ thể hiện tính cách của bạn mà còn ảnh hưởng chung đến hình ảnh của công ty. Vì thế, việc giao tiếp qua điện thoại cũng có những nguyên tắc và văn hóa chung. Sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một vài điều về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại. Điều đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị một quyển sổ tay để có thể ghi lại những thông tin chính xác, những việc cần phải làm và những gì cần truyền đạt lại cho người khác. Bước tiếp theo là khi nhấc điện thoại hoặc là nhấn nút tai nghe, chúng ta trả lời điện thoại trong vòng 3 hồi chuông đúng theo tiêu chuẩn và lưu ý không được để khách phải cảm thấy khó chịu vì phải chờ quá lâu. Khi nghe điện thoại thì chúng ta phải đặt ống nói chính xác trước miệng, nói rõ ràng, hạ thấp giọng nói với tốc độ nói vừa phải, không được nói thì thầm qua điện thoại khiến cho khách hàng phải hỏi lại nhiều lần, cũng như không được nói quá to như hét vào tai của khách hàng. Khi giao tiếp qua điện thoại, chúng ta phải chào hỏi khách một cách thân thiện. Dù không nói chuyện trực tiếp, nhưng giọng nói sẽ thể hiện hình ảnh một cách sinh động. Vì vậy, chúng ta phải cười thật tươi khi nghe điện thoại để có thể làm cho giọng nói của chúng ta trở nên tươi vui và thân thiện hơn, thể hiện được sự nhiệt tình, tự tin qua lời nói của mình. Trong quá trình giao tiếp, cố gắng giữ sự nhiệt tình, tư thế luôn sẵn sàng, không làm những công việc khác mà phải tập trung lắng nghe, ghi chép một cách cẩn thận và đặc biệt là không nên ngắt lời của khách hàng khi đang nói. Một điều lưu ý nữa là nếu trường hợp khách hàng muốn hỏi thông tin và dịch vụ của công ty thì cách tốt nhất chúng ta chuyển máy đến đúng người đảm nhiệm công việc đó, tránh tình trạng khách hàng cảm thấy bực bội khi phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Bước cuối cùng là chúng ta đừng quên cảm ơn khách hàng và luôn luôn ngắt kết nối sau khi khách hàng đã cúp máy. Đây là việc làm lịch sự cho thấy bạn không vội kết thúc cuộc đàm thoại với khách hàng. Trên đây tôi đã chia sẻ một số kỹ năng giúp cho việc giao tiếp qua điện thoại của nhân viên lễ tân được thành công và hiệu quả hơn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.